Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi của chú Trần Nam đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Câu hỏi có nội dung như sau: gia đình tôi có người thân ở Saskatchewan và người nhà tôi đã lo thủ tục hồ sơ xin visa cho con gái tôi sang Canada để du học tại bang này. Tuy nhiên, điều mà gia đình tôi đang quan tâm và muốn tìm hiểu là chính sách định cư Canada tại Saskatchewan. Trên mạng có rất nhiều luồng thông tin nên tôi không biết thông tin nào là chính xác. Làm phiền công ty có thể giải đáp cho tôi chính sách định cư Canada tại bang này được không? Sinh viên theo học tại bang này có thể được định cư Canada theo diện du học không? Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin chào chú Nam. Thì cảm ơn chú đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho công ty Tân Đại Dương. Thì câu hỏi của chú thì con xin trả lời như sau. Trong nội dung câu hỏi của chú chỉ quan tâm tới chính sách định cư Canada ở bang Saskatchewan. Sinh viên khi theo học bang này có thể là được định cư Canada theo diện du học hay không? Rồi còn hồ sơ thì có người nhà chú lo rồi, nên con chỉ cung cấp thông tin về chính sách định cư Canada của bang này thôi ha. Cũng giống như là bang Manitoba thì tỉnh bang Saskatchewan cũng đưa ra những cái chính sách rất là hấp dẫn, khuyến khích nhập cư như là miễn phí bảo hiểm y tế. Rồi những sinh viên quốc tế thuộc một trong hai cái ngành sau mà con sắp tới sẽ nói đó sẽ được cấp thường trú dân Canada khi nộp hồ sơ tại bang này. Với điều kiện thứ nhất là đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học á, thì các bạn đó phải hoàn tất chương trình học ở Canada ít nhất 1 năm học khoảng độ 8 tháng và được công nhận văn bằng chứng chỉ tại một trường công nhận ở Canada. Cái thứ hai là phải làm việc trong một công ty doanh nghiệp ở Saskatchewan ít nhất 6 tháng, tối thiểu khoảng 960 giờ theo giấy phép làm việc dành cho sinh viên đã tốt nghiệp. Kinh nghiệm bao gồm làm việc trong trường, ngoài trường, vừa học vừa làm hoặc thực tập theo chương trình của trường. Thêm vào một cái nữa là sinh viên còn phải được cấp phép làm việc sau khi tốt nghiệp của cục di trú. Rồi phải có thư mời làm việc tạm thời gian chính thức từ một công ty tại Saskatchewan. Đối với những sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ thì các bạn đó phải hoàn tất chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ với tối thiểu 1 năm học tạm thời gian từ Đại học Saskatchewan hoặc là Đại học Regina. Các bạn phải nộp đơn trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp và có dự định sinh sống tại Saskatchewan. Có tối thiểu 6 tháng làm việc trong lĩnh vực đào tạo tại Saskatchewan, hoặc là các bạn phải đang làm việc trong lĩnh vực đào tạo hoặc là nhận được lời mời làm việc trong lĩnh vực đào tạo tại bang này với kỳ hạn ít nhất khoảng 6 tháng. Hoặc là nếu mà vợ hoặc chồng của các bạn sinh viên đó đang làm việc chính thức toàn thời gian tại Saskatchewan cũng được xét đến cái yếu tố này. Các bạn cũng phải chứng minh có đủ điều kiện tài chính để mà trang trải cuộc sống cơ bản là khoảng 10.000 đô la Canada cho ứng viên và 2.000 đô Canada cho mỗi thành viên trong gia đình đi cùng. Vậy nên là những sinh viên khi theo học tại bang này có thể là được định cư Canada theo diện du học chú nha. Dạ, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Quế Hương. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Victor Vũ. Câu hỏi có nội dung như sau: Tân Đại Dương cho em hỏi chút xíu thông tin về chính sách định cư Canada tại bang New Brunswick được không ạ? Em hiện tại đang du học tại bang New Brunswick. Em đang tìm hiểu thông tin về chính sách định cư của bang này mà không biết mình có đáp ứng đủ điều kiện xin định cư hay không. Xin công ty cho em xin thông tin nhé. Dạ, xin mời chị Quế Hương ạ. Xin chào Victor Vũ. Cũng như là các bang đang thiếu nguồn nhân lực khác thì bang New Brunswick hiện đang cấp tốc bổ sung hồ sơ nhân lực và đang bị thiếu hụt để mà nhân lực để phát triển bang. Vì vậy thì các ứng viên đáp ứng đủ những điều kiện sẽ được cấp thường trú dân tại New Brunswick. Những điều kiện đó là các ứng viên phải ở độ tuổi từ 22 đến 55, có trình độ tiếng Anh nhất định, rồi tìm được công việc chính thức tại bang hoặc là chủ cơ sở kinh doanh hoạt động trên 1 năm. Bộ di trú New Brunswick lấy thang tính điểm tối đa cho bang này là khoảng 78 điểm. Ứng viên đạt 50 điểm là đã có đủ điều kiện rồi. Trường hợp định cư Canada theo diện là skilled worker được chia làm 3 trường hợp với điểm tối thiểu là 51, 54 và 50. Điểm tối thiểu 51 thì học sinh phải học cấp 3 tại Việt Nam, đi du học tại bang New Brunswick và bên cạnh đó phải tốt nghiệp và làm việc trong 1 năm. Độ tuổi là từ 22 đến 24. Đối với điểm tối thiểu là 54, có những cái tiêu chí là đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, học 2 năm tại New Brunswick và tốt nghiệp làm việc trong 1 năm ở độ tuổi là 26. Đối với điểm tối thiểu là 50 thì các bạn phải tốt nghiệp đại học và đã đi làm trong 4 năm tại Việt Nam, học 2 năm ở New Brunswick, có làm việc tại bang này và không yêu cầu thời gian làm việc,
độ tuổi là khoảng 28 tuổi. Với lợi thế đang học bên Canada cho nên là bạn có nhiều cơ hội để mà tìm hiểu và cập nhật thêm những cái thông tin để sau này bạn có thể là nộp hồ sơ xin visa làm việc và định cư ha bạn Victor Vũ. Vậy em xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Quế Hương. Và đây cũng là câu hỏi cuối cùng trong cái chuyên mục giải đáp thư ngày hôm nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như cái quá trình làm hồ sơ xin visa du học Canada, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh Quận Nhất, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0838484879, và tại chi nhánh Quận 5 là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, Quận 5, số điện thoại 0838382080, và tại chi nhánh Nha Trang là số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.